Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, nói chung là lâu rồi mình cũng không chơi bản này. Đúng là cả tại mình biến mất cả tuần qua mà. Rồi, ok, hôm nay chúng ta quay lại cuộc đấu giữa Item với là K3. Và lần này, hồi nãy là mình làm một cái dự án hợp tác với bạn Yu-Gi-Oh! Chulist á. Thì bạn ấy dùng cái bộ bài gọi là âm thổ. Thì bây giờ mình sẽ dùng bộ bài âm hỏa để cho các bạn thấy cái sự lợi hại của cái bộ bài này. Nói chung là tính biến tấu thì chúng ta phải thể hiện nó vô cùng linh hoạt. Nói chung chúng ta dùng thuần một bộ bài thì cũng được thôi, nhưng mà vậy nó không hay lắm rồi. Ok, up bài xuống đi chủ tịch ạ. Chủ tịch nói câu đó thôi là em biết lá này là lá xịn, hai lá tiếp theo có thể xịn có thể không xịn, nhưng ba cái lá đầu tiên là ngon nhất. Theo quan điểm của mình thì nó là như vậy. Lá xịn không còn tấm mưa à. Vậy. Rồi không biết có kháng phép hay không nha. Rồi ok, kháng phép không? Rồi ok, ra con này nhiều quá thì cũng dở cho mình. Rồi xong úp con này xuống, nửa con này lên. Có gì lát nữa mình quăng con này đi cũng được. Rồi biết ngay là chú tịch có chiêu mà, không sao con này nó có gì. À, bật lại mình chứ anh không giết rồi. Ghê, đúng là chủ tịch của chúng ta các bạn à. Cái gì đấy? Tam Nga tề tiết các bạn ơi. Rồi không sao, mình bỏ con xung quanh mình xuống là sống gì đâu. Rồi từ từ thôi, mình mới gọi con này ra, gọi ra sớm lỗ rồi. Rồi giờ coi này dở rồi anh luôn. Đây là bộ hỏa đi tới đốt nhà anh rồi. Nó là kết hợp giữa âm và hỏa nha. 800 thì có lẽ không thấm lắm nhưng mà về chung mình cũng tạm đủ. Con này mình quăng ra được 2000 nha, nó bắn được 2 lần nha các bạn. Qua bên đây có bộ quả có con này ngon ấy, phải đùa đâu. Bắt đầu mình thấy bài bộ hỏa bên này hơi ít, mình hơi tính chê ăn và thấy nó còn bài ngon không à. Ít mà rất ngon các bạn. Rồi ok, mới tập đi bó này, mới tập đi bó nó đâu cắn. Rồi cảm ơn vì đã bắn con đó. Cho em gọi một con khác lên nào. Cầm lên tay thôi các bạn. Để coi lấy lá nào giờ ta. Lấy cái này đi để hồi cáp là xài tiếp. I end my turn. Kéo dò chỉ còn ngay. My spell card. chết chưa để xem nào. Mình chưa có lá táo đâu cả, lấy con này hơi sớm mình cũng hơi dở rồi, chạy nó cũng không sao. Đây phong ấn con ngựa mình luôn để không cảm bắt các bạn. Đây, thấy con rồng của em chưa? Ông anh được sao cô hộ úp bài xuống đi. Mình biết là ông anh đây có tặng Nga tề tuyết rồi, nhưng mà anh còn lượt nữa là cái lá này nó bay rồi nha. Hồi ra con này là chắc chuẩn bị thì tua đấy, mình đoán vậy. Nó gọi cái con đó lấy, mình mới gọi mấy con bút kệ hỏa theo nữa rồi mình quên. Rồi đây thì tua thành công rồi. Rồi bá đạo. Nhưng mà bắn con này là ngon dở rồi, lấy của mình 1400 nhưng mà nó đi búp. Anh này hình như không biết cái vụ điểm bút thì phải. I end my turn. Giờ tới lượt ảnh bị chậm. I activate my spell card. Rồi đây, giờ mình phong ấn con này luôn. Gọi hai con rồng ra cho ảnh quýu luôn. Rồi còn thì chờ chi nữa, còn ngày hùng chi nữa. Tay ta làm ta không lan la 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 la. I switch it to defense position. Rồi thủ đi anh trai, thủ đi ngại turn. Người. Rồi xong hay quá, kéo dò luôn. Rồi xong, con này vẫn nằm đó đề phòng nha các bạn. Rồi đây, giờ chủ tịch thức gì? Đừng nói có Maru kho nha, em sợ lắm á. À không, chỉ là chỉ công chi thuật thôi các bạn. Rồi em không có cầm con Jinjo theo, đúng lý là em phải cầm con Jinjo theo, là tại em xài cáp nhiều quá nè, em cầm em tự quá em nó cũng kỳ. Thành ra thôi không dùng Jinjo. Rồi ok, con này nó bắn 2 lần. Bên kia thì nó là cái con Hayabusa, nhưng mà bên này nó là cái con này, nó tên là cái lưỡi kiếm Rago, nó như là một cái bút mảnh thú gì đó mình chả hiểu. Nó con này nó hề mảnh thú rồi, nó là mảnh thú rồi, nhìn do con giống con chim hay con gì đó mà
nhìn nó giống con chim hay là mãnh thú rồi. Thôi kệ nó, em cho nó là mãnh thú thì mình biết nó là mãnh thú vậy. Mà nó muốn là mãnh gì cũng được, muốn là mãnh thế giới cũng còn được mà. Rồi ok, lại thì tua ra mấy cái lá bài này thôi, ngon thì cứ tua ra. Tại lượt công của mình, nếu mà tới lượt của mình bắn là mình mạnh hơn, là do là mình trong lượt công của mình là 3.000 bớt, còn khi quẩn nó có 3.000 thôi. Mình chả vì mình phải sợ ảnh con này qua đây thì có thằng con hồi máu rồi. Rồi xong một phát ảnh không lật con này, ảnh rút cái lá bài lên là vô nghĩa. Rồi con này chỉ cần một phát không cần bắn đến phát thứ hai nữa. Rồi chủ tịch cho ba mất sống luôn rồi. Rồi xong chủ tịch rồi nha. Rồi đây dán tiếp theo nào, đừng rách, đừng có chơi thua rút dây điện á, buồn lắm nha anh trai. Rồi đây bộ bài này của mình là bộ bài 50 lá nha các bạn, 50 lá đó. Ô ảnh có 37 lá rồi, chơi về hơi ăn gian á nha chủ tịch. Mà thôi em chấp nhận luôn cho chủ tịch có cơ hội ra bài đúng ý mình nó nhiều hơn chút. Rồi đây em đốt nhà chủ tịch khá cho vui, đốt cái định đốt cái dinh thự luôn cho đốt nhà đó rồi. Rồi xong lá này úp xuống, lá này úp xuống, ra bài gì thì hơi dở rồi, hơi kệ tiếng như sao. Con ngựa này thì từ từ lá có gì mình bỏ nó xuống cũng được. À, ra con này thì nguy hiểm đấy, tại con này nó lại con giữa với sở tích của UV á các bạn. Con này nguy hiểm lắm tại vì nó là nếu mà các bạn muốn bắn nó rất là khó, trừ khi nó để thế thủ, còn ảnh mà để nó thế công là mình không làm được gì. À bấm nhầm nút dở quá. À, kệ nó không sao, thì giờ phá vậy. Không biết cái lá này là lá gì cũng chơi trước đi. Chapel đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Rồi mình mượn tạm con vệ binh sức kích của ảnh luôn. Rồi đây có con này mình cũng đỡ lo nó bị bắn, tại vì con nào muốn bắn chết thì nó là con nó phải dưới 1.900 bản thân lực công 2.100 mình sẽ nhiệt đó. Trừ khi con này ảnh ép mình để vào thế thủ thôi. Rồi giờ ảnh quăng bất kỳ con nào ra là mình cho xuống hố liền luôn, trừ khi con đó điệp công nữa, nó quá thấp thôi. Chúng hơi điểm công dưới nhà gì đây. À, rồi rút bài đi anh trai, muốn giết được nó phải dùng mấy cái lá bài chuyên dựng phá bài thôi. À, rồi ok cho anh rút ba lá bỏ hai lá luôn á, chơi vừa đáng lẽ mình đứng cạnh hai lá này mà nghĩ lại thôi không dùng. Rồi con vào của anh cũng ghê đấy, nhưng mà trong mắt em nó cũng là không đúng dùng nhận nha. Sao hả ông anh, nhìn ở đây. Rồi chơi em lại là rút tâm nga từ tuyết ra để chơi rồi. Rồi thôi chơi em không chơi lại anh ok, nhưng mà em có bắt niên thiên nhãn ở đây, ông anh đừng có tào lao với em. Rồi vô tiếp nè các bạn, vô tiếp. Sao tôi xin mấy đá banh nè. Hồi ra được con này là hơi bị đỉnh rồi đấy. Nhưng mà đỉnh tới đâu thì cũng vậy thôi. Kéo gò xuống hố này. Cái này là kỵ binh lọt hố nè. Kỵ binh mà sập hầm nó còn đau hơn cả bộ binh đó. Tại biên chế kỵ binh nó thấp hơn so với cái biên chế của nó bộ binh mà. Ví dụ như bộ binh một đứa lọt hố, ví dụ như cái đội đó nó còn bộ, ví dụ 45 người còn 44. Còn thì các bạn chứ mà biên chế của kỵ binh nó biên chế từ có 15 người nó lọt nó hết đứa là còn 14 là thấy mệt rồi đó. Cái này là bạn nào chưa thường quơ thì sẽ hiểu mình đang nói gì. Rồi xong đây mình đè lên luôn, trường hợp này dùng cũng được. Trong những con xung quanh thường của bên hệ hỏa con này mạnh nhất thường nha, tại cái con rồng hai đầu nó có 2.200 thôi, 2.500 rồi. Thế là con hai này 2.250 chứ lộn. Rồi mình lấy con này ra có gì mình chơi ảnh. Tại mình đang đẻ thế thủ mà. Rồi đây, tại mình ra con này rồi không được. Rồi giờ chấp ảnh ra luôn, mình đang có bắt thiên nhã thôi. Ảnh thì tua ra, ảnh cũng no đòn với mình. Rồi con này cũng được, ảnh cũng có bắn được mình đâu. Này để mình sơ tích xuống cái hố của La Mã đi nha. Năm xưa là Judas Caesar đánh thắng được Liên Quân Go là Liên Quân Go là Lộc Go đó. Nhà chơi tới có 7 với mình. Chơi mặc dù biết là chiến trường chơi vậy thì không đẹp, nhưng mà chơi chiến trường có ai chơi đẹp bây giờ đâu. Rồi đây, vô. Too bad. Cái gì đây? À, có mấy bà sơ, ok. Rồi, mấy bà sơ thì mấy bà sơ có gì đâu căng. Vô, sao tôi xem mấy đá banh nào. Đá vô, được ăn banh.
cái gì tao đọc cái cầu bại ra thấy cũng làm tàn, tính bắn con ngựa của mình mà đâu có dễ thế. Bắt đi thì ngã ngay. Úp xuống không? Rồi không úp. Không úp thì mình kéo quẳng luôn. À rồi ok. Không úp thì em kéo của anh luôn. Xong khỏi chơi. Đó, một con này nữa. Tính rút lên để dành có cơ hội đi tour nào mà đi mình chơi luôn. Này thì rì trả tour này, đi tour nó còn khó ra hơn cả phim thành nữa đó các bạn. Ở đây nếu mà tính cái nào đó thì nó dễ ra hơn, giờ là nó có những cái lá bài chuyên rút những cái lá bài của nó, nhưng mà nhìn chung ra được nó khó mà dễ, nó là ra nó lại dễ bị phá mặc dù nó mạnh, nhưng mà nó chỉ còn trúng những cái lá bài phá quái là đi, nó những cái lá bài tour bên này nó không có mạnh như mấy cái lá bài tour bên ở Legacy đâu các bạn. Ở bên Legacy nó rất là nhiều effect, còn bên này hầu như nó chả có gì. Rồi ok, cho ảnh bắn mình một cái đi, chứ không giá này ảnh không bắn mình cái nào ảnh cũng buồn các bạn ạ. Nhưng mà ảnh không biết là làm vậy là ảnh bị tự suy yếu. Cầm theo con này là có lý do, mình chơi hỏa không, còn mình cầm con này là lý do các bạn. Mình không dám cầm theo cũng chơi hỏa là mình sợ mình bút cho ảnh. Rồi giờ ngửa rồi lên luôn là để thể hiện cái sự kinh thường. Rồi thôi anh cũng về đây với em. Đọc cô của bại đổi phe. Rồi xong. Bye bye nha chủ tịch. Rồi bye bye chủ tịch nha. Chủ tịch đi vui vẻ. Rồi no. Ây da, ra cái gì đây? Thật ra mình nghĩ ra toàn là bài cũ thôi, muốn có bài mới khó lắm. Tại hầu như bây giờ bài mình lấy gần hết rồi, nó tỷ lệ nó sổ bài mới rất là thấp các bạn ạ. Rồi đổi có cơ hội thì thử thôi, gì đâu cả cha mà. Rồi ok rồi thôi cũng được, con này nhìn mất thẩm mỹ quá. Drill this into your head. Your dueling skills didn't beat me. I only lost because you had the luck of the draw. Rồi ok, cảm ơn những cái lời nói chân tình của anh ha. Rồi đây thì nói chung cho mời các bạn nhìn lại bộ bài của mình ha. Nói chung là nó cũng tập nham lắm. Mình thì quen xét mấy bộ bài rồi, tại vì mình đấu với Y, nó cũng chả phải là cái đối thủ gì mạnh mấy, mình cũng không cần phải xét một cái bộ bài mà nó quá là chuẩn chỉ đi. Quan điểm của mình là let's stay chơi cho nó vui vẻ thôi, thành ra bạn nào thấy mình chơi mà nó dạng như nó có phần mà nó hơi nháo thì mong các bạn thông cảm. Tại let's play nó không có giống như là hardcore hay là quắc thu hay là dạng chơi mà biểu diễn cái thế trận nào đó, mình chỉ đơn giản là mình xét cái bộ bài nào đó mình thích mà thôi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.